Rồi, hôm nay thì mình sẽ dán cái gọi là thế mấy cái này đang hot trên mạng là cái gì nhỉ? Cái miếng dán cường lực chống nhìn trộm nhé. Đó, xem như nào. Rồi mình sẽ dán cho con máy Samsung A23 này. Đó. Máy của khách. Đây, mua về rồi đây. Mua từ Shopee. Đấy. Nó gọi là Samsung A23 này. Miếng dán cường lực chống nhìn trộm kinh công full màn. Đó. Tức là nó vừa cường lực, nó vừa chống nhìn trộm, nhưng mà nó là cái bản full màn nhá. Tức là không phải dán keo hở mép ấy. Đây, mua bây giờ. Mua dán cho khách. Đây người ta bán luôn cả ốp. Cái ốp này là ốp Poco X3 NFC nhá. Đây, ốp cho này luôn này, mua luôn cho người ta. Đó. Đây ốp TPU đen nhá. Nó chính là cái ốp này luôn này. Rồi, đây là ốp cũ của người ta này. Thấy luôn. Còn đây, cái bộ kính cường lực full màn của bộ này. Đây, tạo con mèo ví dụ này. Hình con bò. Trước hết là xem thử cái bộ kính này. Đây, mua thì người ta gói cho mình như này. C8. Thì nó sẽ gồm có là đang lấy cố gọi Zalo. Rồi, cái bộ sản phẩm mà chúng ta sẽ được một cái mặt như này. Rồi, mặt của nó hình đẹp phết nhá. Nó là VWK là King Kong gì đấy. Steel Boy King Kong. King Kong Glass Sheet này. Vika Design 4D luôn nhá. Đó. Hình rất là đẹp luôn. Rồi. Rất dày nha mọi người. Dày lắm này. Ý mình sẽ nậy này xong mình dán vào thôi. Đây ngoài ra là còn có bộ của nó Wacom này. Nhưng mà cái hộp mình trông hơi ngu. Bình thường trước mình mua cái loại này nó có hộp kính cơ. Đây nó chỉ có miếng này. Cái này chắc là miếng băng cồn anh ạ. Mình chẳng dùng cái này đâu. Là băng cồn. Giấy tẩm cồn mà. Mình dùng cái cồn mình lau cho nó sạch. Cái này ít lắm. Đấy. Đây dán cho con này. Đầu tiên là ướm thử xem nó vừa không nhá. Cũng vẻ hơi hở một chút anh ạ, nhưng mà đại khái là con chọn cái mắt cam này này. Mắt cam trên này nó sẽ phải khít với cái thằng trên này này. Cha mình phải bóc cái này ra. Ôi dồi, trong này có cả thẻ nữa gì đi. Thẻ ngân hàng. Rồi. Trước hết mình sẽ vệ sinh cái máy này trước, xong mình sẽ ướm thử nhá. Mình đã ướm thử trước đã. Đây. Đặt cái này. Nó dày phết. Chả biết chống nhìn trộm như này nhưng mà chắc là để nghiêng này không nhìn thấy à. Ngày xưa của bọn mình là không có loại kính gọi là có nhìn trộm như đâu. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh cái màn này. Bẩn. Phần tay đóng nhựa mỡ. Rồi lau bằng cồn thôi. Mình sẽ lau bằng cồn. Lau sạch đi. Cái này thứ nhất là lau để cho nó bám keo ấy. Thứ hai là để cho nó sáng màn hình nữa chứ không tối mù luôn. Mình lau bằng hai rẻ nhá, một rẻ lau ướt. Mà này cũng xước nhỏ phết rồi đấy. Mà này cũng xước nhỏ rồi.
vẫn vậy lâu thế nhỉ. Bạn này sức te tua rồi. Rồi con bạn này nó xước sẵn rồi, mình phải báo luôn khách là nó xước rồi nhá. Chứ mình dán xong xước rồi lại đổ cho cái kính của mình nó xước ấy. Bạn này, con này xước khá nhiều vết rồi này. Con này do người ta dùng người ta cũng không giữ ấy. Này xước rất nhiều. Nên là tí nữa mình dán cái này vào nó bạn. Nó vào nó bị xước ấy, không lại đổ cho kính của mình. Đau thêm lần nữa nhỉ. Thì cái đấy là nó chưa sạch lắm. Cái đó càng sạch thì nó sẽ kính nó càng trong. Người quan trọng là mình sẽ lau sạch thôi. Cái này chắc là nó sẽ vừa khít fit luôn với cái màn này, không bị lệch. Chứ ngày xưa có những loại cường lực rẻ nó sẽ bị không tràn viền ấy, nhìn rất là xấu. Nhá. Rồi mình sẽ ướm cái thằng này vào. Thằng này sẽ là. Rồi các bạn để đứng máy như này nhá, để mình phải hết bụi này. Chứ để ngang bụi nó vẫn bám ở trên mặt được nha. Quan trọng là phải để khô. Để cái cồn này một lúc nó bay hơi chứ nó không bay ngay được. Rồi, cho nó khô đã. Rồi, mình sẽ đến thành mình bóc này ra nhá. Này bóc cái gì đây? Đang để nó đi cậy. Đây. Mình cầm mình mới nghiêng này nó sẽ bung cái miếng này ra này. Rồi bắt đầu sẽ ụp cái này vào. Mình sẽ dán từ trên camera xuống trước nhé. Thằng ấy giờ phải dán camera trước. Uống thử đây. Uống thử. Tắt đi. Đấy, nó sẽ tự vào luôn. Hơi lệch nhẹ. Rồi hơi lệch. Nó hơi lệch ở bên này. Tìm sửa lại. Hơi lệch. Nó chuẩn này. Nó tự tràn thôi, không phải làm gì.
hơi là nó sẽ có cái bóng. Đấy, chuẩn đấy. Đây. Ok thế. Ok rồi. Đây để màn hình nó hơi tối. Đây, đây là ok rồi đây. Ok. Xong rồi. Thì mình thử, nhìn đằng sau ấy. Ờ đúng rồi anh ạ. Thế mình để như này thì mình nhìn được, nhưng mà nghiêng này nó sẽ đen xì xì không nhìn được này. Đó. Nó cái chống nhìn chỗ, tức là nhìn nghiêng mình nhìn góc cả là không nhìn được rồi. Đây. Nghiêng này là không, bên này không nhìn được rồi. Những người ở góc và nhìn sang là sẽ vào tầm này lại sẽ nhiều, nó chỉ nhìn thẳng thôi. Đây nhìn nhá. À. Nghiêng này nó sẽ đen như này. Đó. Chỗ này thì nghiêng nó sẽ bị đen này. Đấy, nó rất hay, nó như kiểu kính râm ấy. Đó. Đây. Đây trắng nha. Nghiêng này không nhìn đến đây. Đấy. Công nhận là cái bây giờ nó có cái tính năng này hay ấy nhỉ. Nghiêng này là mình sẽ nhìn nó đen thui luôn. Thẳng thì nhìn được này. Nghiêng không nhìn được luôn này. Đấy, rất là hay. Đấy, xong rồi. Mà cái này mua ở trên mạng có 25.000 thôi. Đây là cho Samsung A23 nhé. Dán cũng khá là dễ, các bạn có thể dán tại nhà được, không nhất thiết là mình phải đi ra ngoài quán làm gì. Thì mình bóc dán lại cho người ta cái này, một kèm với ốp luôn. Thì nó rất là dày nhé. Đấy, tính năng chống nhìn trộm đấy, nhìn nghiêng nó đen như này là không nhìn được này, đó. Cái này dùng cho phù hợp các bạn là dùng ngân hàng, mình cần bảo mật các kiểu ấy. Ok. Rồi cái này giới thiệu các bạn về cái kính cường lực gọi là kinh công chống nhìn trộm, giá 25k Shopee cách dán. Đó. Ok, còn nữa cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay ý nghĩa các bạn nhớ like, sau đó ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào, gặp lại.